Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị một cái câu chuyện của một anh Việt kiều Mỹ. Hiện tại thì anh đang sinh sống ở tiểu bang California. Và sau khi mà anh chia sẻ cái câu chuyện của mình, đó là từ Mỹ trở về Việt Nam, thì anh đã phải đối diện với một câu chuyện mà anh không thể nào mà ngờ tới. Dẫn đến khi mà vừa về Việt Nam được vài ngày thì anh đã phải trốn ngay về Mỹ ngay lập tức. Vậy thì câu chuyện nó như thế nào, ra làm sao? Mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi. Và trước khi cùng theo dõi câu chuyện thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết là những Việt Kiều mà ở Mỹ thì có những người 7 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm, có những người 30, 40 năm họ mới quay trở về Việt Nam bởi nhiều lý do khác nhau. Và trong tâm thức của họ, đôi khi quê hương thì lúc nào cũng là một cái ký ức rất là đẹp. Và cũng có những người thì chỉ cần về để tìm lại những cái hồi ức, tìm lại những cái quá khứ của quê hương. Và như vậy là họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà ở một chiều ngược lại thì cũng có những người mà sau khi tìm lại những cái ký ức của quê hương, thế nhưng mà cuối cùng thì gặp phải những cái chuyện mà không ngờ tới nha quý vị. Và thực sự thì họ cũng không còn muốn trở về Việt Nam nữa. Bởi vì cái miền ký ức của họ đã không còn được tốt đẹp như là cái thuở bé nữa. Và mở đầu câu chuyện này thì cũng được bắt đầu bằng cái vài dòng tâm sự được gửi đến tất cả mọi người, với những cái lời nhắn nhủ cho những ai mà hiện nay chúng ta đang sinh sống ở Mỹ. Chào anh chị quý đồng hương, tôi tha thiết gửi đến anh chị một chút lời tâm sự nho nhỏ này. Những ai mà hiện nay mình đang còn người thân, mình đang còn gia đình ở Việt Nam, thì chúng ta hãy nên trân trọng các cái mối quan hệ đó, cũng như là mình hãy biết khiêm nhường cho những sự hào phóng của mình. Đừng nên giống như tôi, đừng nên trân trọng và đừng nên hào phóng theo cái cách của tôi, để rồi bản thân mình phải tự nhận cái kết đắng về chính bản thân. Năm 2018, ngày trở về sau 30 năm lên tàu đi vượt biên, đi tìm vùng đất của một chân trời tươi sáng, thì cái hình ảnh quê hương Việt Nam đối với tôi lúc bấy giờ, nó được khoác lên một màu áo mới với những dãy nhà san sát được mọc lên ở khắp mọi nơi. Ký ức của Sài Gòn xưa và nay lúc nào đã được hiện hữu trong tâm trí của tôi. Đó là cái mà má của tôi đã thấy sau 30 năm xa quê. Lúc đi thì phải nói là trông gai và gian truân biết nhường nào, thì lúc trở về nó lại đơn giản và nó dễ dàng bấy nhiêu. Chỉ cần mình mua vé máy bay là mình có thể về Việt Nam bất cứ lúc nào. Thời thế thế thời nó đã thay đổi, cảnh vật cũng đã thay đổi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ rằng lòng người nó cũng lại thay đổi nhiều đến như thế. Thú thật mà nói, cái khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất đó là cái lúc mà tôi vừa bước chân ra khỏi cửa của phi trường Tân Sơn Nhất. Má tôi và các em thì chạy ào đến ôm tôi, quấn quýt và vui mừng. Má tôi thì thương nhớ con, cho nên là bà cũng rất vui mừng, tay xách nách mang. Bà vừa khóc nhìn con trai của bà, coi từ trên xuống dưới, rồi từ trái sang phải. Sau đó thì bà cũng khóc lên thành tiếng. Tôi lúc này thì cũng xúc động, nhưng mà tôi cũng không có nói gì hết. Mấy đứa em thì thấy mẹ khóc như vậy, cho nên là tụi nó cũng thút thít mà khóc theo. Có thể nói thì đây là cái lần đầu tiên mà tôi trở về thăm quê hương. Mọi thứ thì cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Đó là còn chưa nói đến những người bà con xóm giềng, rồi những người thân nhân trong gia đình, rồi họ hàng, làng xóm thì cũng khác lắm. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Mặc dù là ngày xưa thì gia đình tôi cũng ở mức bình thường thôi, không phải là giàu có gì. Sau khi mà đón tôi trở về nhà thì điều đầu tiên tôi cảm thấy ngạc nhiên,
Đó là cái căn nhà mà ba mẹ tôi cũng như là các em của tôi đang sinh sống hiện tại. Nó vẫn là cái căn nhà cũ, cái căn nhà lợp bằng tranh từ ngày xưa đó. Tôi khá là bất ngờ khi chứng kiến cái cảnh này. Bởi vì sao? Cách đây 2-3 năm thì mẹ tôi có nhắn tôi rằng là ba mẹ muốn xây lại cái căn nhà cũ. Căn nhà đó thì ngày xưa gia đình tôi chỉ lợp bằng mái tranh thôi, nên rất là nghèo nàn. Mỗi khi mà trời mưa thì không có chỗ để mà ngủ, ướt hết cả người, cả đồ đạc. Nhưng sau khi mà tôi qua bên Mỹ định cư thì cuộc sống của tôi cũng khá khẩm hơn, thì cũng có của ăn, của để. Thì khi mà cha mẹ tôi biết như vậy thì toàn bộ cái số tiền mà tôi tích cóp được bao nhiêu năm làm lụng vất vả kiếm tiền nơi xứ người, tôi cũng đã cố gắng chắt chiu số tiền đó để gửi về cho cha mẹ tôi sửa sang lại căn nhà cũ kỹ. Và tôi cứ ngỡ rằng là cho đến khi mà tôi trở về cái căn nhà yêu thương thì tôi sẽ cảm thấy một sự đổi mới, rằng là căn nhà đã được sửa sang lại chỉnh chu hơn, đẹp hơn, khang trang hơn. Nhưng mà ngay cái ngày hôm nay, sau nhiều năm chưa quay về để thăm gia đình, anh chị em, bạn bè, họ hàng thân thiết được, thì ngày hôm nay tôi mới có dịp về để thăm tất cả mọi người trong gia đình của tôi. Và cái điều đầu tiên khiến cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vừa ngạc nhiên vừa hụt hẫng, đó là bao nhiêu số tiền mà tôi tích cóp làm lụng vất vả xứ người. Tôi không dám tiêu phung phí một đồng, tất cả cũng chỉ muốn là gửi cái số tiền đó về cho cha mẹ tôi để sửa sang lại căn nhà. Tuy nhiên, tiền thì cũng đã gửi, mà nhà thì chưa thấy đâu. Tôi cảm thấy khá bất ngờ với cái việc này. Cho nên là tôi đã hỏi thẳng cha mẹ tôi là toàn bộ số tiền mà tôi gửi về để lo cho gia đình, chưa kể tới những số tiền hàng tháng tôi gửi về cho các em ăn học nữa, rồi tiền cho cha mẹ tôi tiêu vặt nữa, thì không biết là số tiền mà tôi tiết kiệm nó đã đi đâu, về đâu, hay là không cánh mà bay. Trước đây, khi mà quyết định đi sang Mỹ định cư để kiếm sống, rồi mong muốn có một cái cuộc sống đổi đời, thì tôi đã nghĩ đến cha mẹ tôi và các em tôi rất nhiều. Tôi lúc đó, tôi chỉ nghĩ được là làm thế nào tôi sang đó, tôi kiếm được một công việc, tôi kiếm được thật nhiều tiền để có thể lo cho cha mẹ của tôi, lo cho các em của tôi, và mong muốn rằng đó đã trở thành sự thực. Sau những ngày tháng tôi nỗ lực kiếm tiền, gạt bỏ qua tất cả, chỉ mong muốn rằng làm sao tôi kiếm được thật nhiều tiền để tôi có thể lo cho cuộc sống của người thân của tôi. Nhưng khi cuộc sống đã đủ đầy, tôi chỉ mải mê kiếm tiền, làm việc và chỉ nghĩ rằng những số tiền tôi gửi về đã là một phần nào đó lo được cho cha mẹ của tôi và các em của tôi. Tôi không để cho cha mẹ tôi và các em của tôi phải thua thiệt ai trong cái làng này cả. Nhà cửa khang trang, tôi cứ nghĩ rằng là căn nhà của gia đình tôi bây giờ đã trở thành một căn nhà như là một biệt thự nào đó, hoặc là một căn nhà 3-4 tầng lầu nào đó như những căn nhà khác trong ngôi làng này, bằng cái số tiền mà tôi gửi về. Thế nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này đây, mọi thứ đập vào mắt tôi đã khiến cho tôi thực sự là bị sốc. Tất cả hiện trạng khi lúc tôi đi như thế nào, cho đến ngày trở về, nó vẫn như cũ. Và tôi đã hỏi cha mẹ tôi rằng là tại sao bao nhiêu tiền tôi gửi về mà bây giờ căn nhà thì vẫn hoàn như cũ. Thì lúc đó cha mẹ tôi mới nói chuyện thật lòng và tâm sự với tôi rằng toàn bộ số tiền mà tôi gửi về cho cha mẹ tôi thì đã không cánh mà bay. Chuyện là ba mẹ tôi đã bị lừa, tức là trong cái khoảng thời gian mà tôi ra nước ngoài định cư thì ở làng tôi có một sự việc, là một người thân quen của cha mẹ tôi, tức là con của nhà bác tôi,
thì có tham gia một cái hệ thống đầu tư tiền ảo. Và lúc đó, cái thời gian đó, thì người anh, tức là con trai của bác tôi, đã về làng dụ dỗ, lôi kéo tất cả mọi người trong làng tham gia đầu tư tiền ảo. Bởi vì anh ta đã vẽ vời ra những cái thứ rất là tuyệt mỹ. Khi mà tham gia vào cái hệ thống đầu tư tiền ảo này, lời lãi thì rất cao. Cho nên là lúc đó cha mẹ tôi đã rất tin tưởng, đã bị thuyết phục bởi những lời hoa mỹ đó. Có bao nhiêu tiền tôi gửi về để xây nhà, nhưng mà không xây, mà đã mang toàn bộ số tiền đó đi để mà đầu tư tiền ảo, với cái lợi nhuận, cái tiền lãi mà cái việc đầu tư đó mang lại là rất cao. Và anh ta đã thuyết phục cha mẹ tôi rằng có một ngôi nhà này thì sẽ có nhiều ngôi nhà khác. Tuy nhiên, phải dùng số tiền đó để đầu tư rất là nhiều. Đầu tư nhiều thì mới mang về những cái lợi nhuận cao và cuộc sống nó cũng đầy đủ hơn. Và lúc đó, anh ta còn nói rằng nếu như cái việc đầu tư đó thành công thì tôi cũng sẽ không phải vất vả kiếm tiền ở bên xứ người nữa, mà tôi cũng có thể trở về và tất cả gia đình của tôi sẽ chỉ nhờ vào số tiền lãi của việc đầu tư đó thì sẽ không phải làm một việc gì vất vả, mà chỉ ngồi chờ có tiền lãi về để dùng tiền đó mà ăn tiêu thôi, không cần phải làm bất cứ một việc gì vất vả. Và lúc đó thì cha mẹ tôi đã bị thuyết phục bởi những cái lời đó, cho nên có bao nhiêu tiền tích góp được đã mang đi để đầu tư hết. Và cuối cùng là toàn bộ những người mà tham gia vào cái hệ thống đầu tư tiền ảo đó đã bị lừa toàn bộ. Số tiền mang đi đầu tư đã không cánh mà bay theo lời anh đó rồi. Và bây giờ tất cả mọi người trong làng không ai có thể tìm được anh đó nữa. Nhà bác tôi thực sự cũng đã rất sốc và phải chuyển đi nơi khác để sống. Bởi vì không thể nào yên ổn với tất cả mọi người khi mà toàn bộ số tiền mọi người đầu tư cho anh ấy thì bây giờ đã không còn, không có lấy được về, nói gì đến tiền lãi. Cha mẹ tôi cũng đã dính dáng đến cái đường dây đó. Và lúc đó thực sự tôi đã rất là bức xúc, bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra tôi không hề được biết, cha mẹ tôi không hề bàn bạc với tôi, và tất cả những người em của tôi khi mà biết chuyện cũng không ai gọi điện cho tôi thông báo đấy một tiếng. Tôi cứ nghĩ rằng là sự vất vả của tôi, nỗ lực của tôi đến ngày hôm nay đã thấy được thành quả bằng việc tôi đã trở về. Tôi sẽ thấy được cái ngôi nhà mới của tôi được xây dựng bằng tiền vất vả, mồ hôi nước mắt của tôi. Thế nhưng mọi việc đã được phát giác. Cho đến lúc này tôi trở về, tôi thực sự rất cay đắng. Số tiền đó không phải là ít. Đây là số tiền tiết kiệm bao năm trời tôi gây dựng nên, thì bây giờ đã không cánh mà bay. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn tìm người anh, nhà bác của tôi để hỏi tại sao lại đối xử với người dân trong nhà như vậy. Họ vẫn chưa đủ vất vả, chưa đủ khổ hay sao mà còn đi lừa lọc họ để đến mức như thế này. Đã rất nhiều vụ việc về tiền ảo đã được đưa lên các trang mạng xã hội, báo chí, rồi đài phát thanh. Vậy mà rất nhiều người vẫn còn tin vào những cái sự việc nó mờ mờ, ảo ảo như vậy để mà đầu tư vào đó, rồi cuối cùng bị lừa. Thưa quý vị, đây giống như là một lời cảnh tỉnh cho tất cả toàn thể quý cô bác anh chị. Đừng lên tin bất cứ ai. Tiền của mình thì mình lên giữ, mình làm được bao nhiêu mình phải giữ. Đừng lên tin bất cứ ai. Những cái lời hoa mỹ khi mà những đường dây tiền ảo vẽ vời ra cho quý vị thì thực sự nó không có thật. Họ chỉ muốn là làm sao để mà thuyết phục quý vị nhanh nhất có thể, để quý vị xuống tiền đầu tư cho họ mà thôi. Cho nên là cái câu chuyện của tôi ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ, cũng muốn là gửi tới cho quý vị giống như là một lời cảnh tỉnh, để cho quý vị cảnh giác và không nên đầu tư vào bất cứ cái mối làm ăn nào khi mà mình không biết rõ nguồn gốc, cũng như là mình không tin tưởng. Tiền của mình
thì phải ở trong túi mình. Nếu như đầu tư thì quý vị phải nắm chắc được cái phần đuôi. Còn không thì nếu như tiền tiết kiệm thì quý vị cứ mang gửi ngân hàng để lấy lãi tháng thì sẽ tốt hơn. Thậm chí có những vụ gửi ngân hàng mà vẫn bị lừa, bị mất nữa là. Nói chung là không nên đầu tư vào những cái vụ việc gọi là tiền ảo hay gì nha quý vị. Vừa rồi là câu chuyện của một vị Việt Kiều muốn chia sẻ tới quý cô bác anh chị, cũng như là mang tính chất một lời cảnh báo gửi đến tất cả mọi người về cái vấn đề không nên tin tưởng một ai. Tiền của mình thì vẫn ở trong túi của mình. Rất mong với cái câu chuyện này sẽ đánh thức được nhiều người đang tham gia vào những đường dây mà gọi là đầu tư tiền ảo. Quý vị nghe rất nhiều rồi, đúng không ạ? Báo chí, mạng xã hội đã đưa tin rất nhiều về sự việc này. Nhưng mà không hiểu sao, vẫn có rất nhiều người bị lừa. Thì video ngày hôm nay cũng chỉ muốn góp một phần vào cái sự việc, cũng như đánh thức tất cả mọi người đang gọi là có cái tư tưởng muốn đầu tư tiền ảo, đầu tư vào cái gì đó lợi nhuận cao. Nội dung video ngày hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.